Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Choáng trước cuộc sống xa hoa trên đất Mỹ của người Việt Nam giàu nhất thế giới. Nhắc về những tỷ phú nổi tiếng không thể bỏ qua cặp đôi Hà Phương và chồng. Đây là nhân vật được mệnh danh người Việt giàu nhất thế giới vì sở hữu khối tài sản khủng trên đất Mỹ. Đây là cụm từ mà giới báo chí hay khán giả vẫn thường xuyên dùng để nhắc đến đôi vợ chồng quyền lực này. Trên thực tế, người Việt giàu nhất thế giới lại là một cái tên khác, nhưng với gia sản của mình, thật không ngoa khi biệt danh này lại vô cùng vừa vặn khi dành cho Hà Phương và ông xã của cô. Mặc dù giàu có khét tiếng nhưng em gái Cẩm Ly khá thân thiện, vẫn đều đặn tổ chức các chương trình thiện nguyện. Thời gian gần đây có rất nhiều câu chuyện tranh cãi về tiền bạc và làm từ thiện khiến công chúng hoang mang. Cùng điểm lại những hình ảnh của một tỷ phú người Việt với cuộc sống hào nhoáng nhưng vẫn làm từ thiện đều đặn. Cách đây không lâu, ca sĩ Hà Phương vừa chia sẻ nhiều hình ảnh tổ chức sinh nhật cùng bạn bè và đăng tải những món quà mà chồng và các con tặng. Hà Phương viết, sáng hôm qua vừa mở mắt thì đã nhận cả núi tin nhắn chúc mừng sinh nhật Hà Phương, và Hà Phương cũng đã nhận một số quà tặng. Ngoài những món hàng xa xỉ, các con rất biết mẹ thích dùng mỹ phẩm gì, còn ông xã thì biết mình rất thích nghe nhạc. Anh ấy mua những headphone loại nghe hay và các loa lớn nhỏ để mình tập hát và nghe nhạc, để sắp tới Hà Phương sẽ hát cho cả nhà nghe nhé. Vì thế Hà Phương tranh thủ lưu lại những hình ảnh lưu niệm này. Nếu không nói thì chắc khán giả cũng khó biết được rằng Hà Phương chính là người Việt giàu nhất Việt Nam với khối tài sản kết xù. Nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ sự giàu có, nhưng một khi đã khoe thì toàn hàng xịn. Hà Phương kết hôn cùng chồng tỷ phú năm 2000. Thời điểm đó chồng nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD, khoảng 35.000 tỷ đồng. Ông xã tỷ phú của Hà Phương tên Chính Chu, từng nổi tiếng với vụ nắm quyền kiểm soát tập đoàn hóa chất Đức trị giá 3,8 tỷ USD và tranh quyền kiểm soát tập đoàn máy tính. Vợ chồng Hà Phương sống trong căn biệt phủ rộng lớn với rất nhiều siêu xe hạng sang. Nhiều người cho rằng xe nhiều đến nỗi mỗi khi nữ ca sĩ xuất hiện, rất hiếm khi đi lại xe cũ. Vào năm 2017, tỷ phú Chính Chu bỏ 34,3 triệu USD mua trọn tầng 89 nửa tầng 90 ở tòa tháp Trumwalt Tower. Thời điểm đó đây là tòa tháp cao nhất thế giới. Căn penthouse này có 4 phòng, trong đó có 12 phòng ngủ, 16 phòng tắm. Trong nhiều bức ảnh Hà Phương chụp vào sinh nhật, có lẽ gia đình nữ ca sĩ vẫn đang ở đây. Vợ chồng Hà Phương có chuyên cơ riêng, sở hữu bất động sản khủng gồm chuỗi khách sạn Hilton San Francisco và Beverly Hilton. Mỗi khi rảnh, nữ ca sĩ cũng vi vu với bạn bè bằng du thuyền hạng sang của gia đình. Chưa dừng lại ở đó, Hà Phương còn là chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương siêu hiếm trị giá 1 triệu USD, trên thế giới chỉ có 2 chiếc. Không phải lúc nào cũng khoe đồ hiệu, nhưng mỗi khi Hà Phương khoe là chỉ có giá khủng và độc. Mặc dù giàu có khét tiếng nhưng vợ chồng Hà Phương vẫn không quên việc làm từ thiện. Cặp vợ chồng này lập ra hai quỹ từ thiện là Việt Nam Relief Effort và Hà Phương Foundation với hàng triệu USD để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ. Nữ ca sĩ cũng là người hỗ trợ 100% chi phí trong lần đưa diễn viên Anh Vũ về nước. Trong một cuộc sống với rất nhiều những drama bon chen, vẫn có rất nhiều những người giàu vừa kiếm tiền vừa làm từ thiện mà không ồn ào phô trương, em gái Cẩm Ly cũng ít khi xuất hiện trên mạng xã hội. Cô dành thời gian nhiều hơn cho cuộc sống đời thực. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.